Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu đạo luật quốc phòng Đài Loan. Thượng nghị sĩ Mỹ George Hawley hôm thứ Năm 11 tháng 6 đã giới thiệu đạo luật quốc phòng Đài Loan. Ông Hawley cho biết, dự luật nhằm cho phép Hoa Kỳ thực hiện nghĩa vụ của mình, như được nêu trong đạo luật quan hệ Đài Loan trong bối cảnh quân đội Trung Quốc ngày càng hung hăng và hùng mạnh. Đạo luật đề xuất sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo Đài Loan có đủ năng lực ngăn chặn một cuộc xâm lược của Trung Quốc, theo Taiwan News. Khi công bố dự luật, ông Hawley mô tả Đài Loan là trụ cột của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ông nói thêm rằng, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc được phép giành quyền kiểm soát Đài Loan, họ sẽ sẵn sàng thống trị khu vực. Điều này sẽ gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với cuộc sống và sinh kế, không chỉ của các đồng minh và đối tác châu Á của chúng tôi, mà cả những người Mỹ ở bên kia Thái Bình Dương. Chúng ta không được để điều đó xảy ra. Tập đoàn dược phẩm Anh sẽ cung cấp 400 triệu liều vaccine miễn phí cho châu Âu vào cuối năm. Tập đoàn dược phẩm sinh học AstraZeneca đã đạt được thỏa thuận cung cấp lên tới 400 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020 cho 4 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Đức, Pháp, Ý và Hà Lan mà không lấy lãi, theo thông cáo báo chí của hãng. Các loại vaccine này hiện đang được Đại học Oxford thử nghiệm giai đoạn và 2 giai đoạn 3 trên khoảng 10.000 người tình nguyện viên. Nhà tư bản chủ chốt trong chính quyền Maduro bị bắt giữ. Giới chức nước Cape Verde ở châu Phi đã bắt giữ một doanh nhân người Colombia bị truy nã ở Mỹ về tội rửa tiền. Đây là một đòn giáng mạnh xuống chính quyền độc tài của Maduro ở Venezuela bởi người này là một tay chốt thương vụ quan trọng, theo Wall Street Journal. Alex Saab Moran đang đi trên máy bay riêng đến Iran đã bị bắt giữ trong khi dừng lại tiếp nhiên liệu ở quốc đảo Tây Phi. Các quan chức Mỹ tin rằng người đàn ông 48 tuổi này đang kết thúc một thương vụ trao đổi vàng Venezuela lấy xăng của Iran và các sản phẩm hóa dầu khác, theo một người trong cuộc. Người này mô tả ông Saab là một trong những mục tiêu hàng đầu của Washington khi Mỹ tăng cường chiến dịch gây áp lực nhằm cắt đứt nguồn tài chính của nhà lãnh đạo độc tài Nicolas Maduro và buộc ông này từ chức. Tuy không có hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Cape Verde, nhưng ông Saab vẫn có thể bị quốc đảo này trục xuất, cho phép cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ bắt giam ông này, người trong cuộc cho hay. Trung Quốc lợi dụng Twitter tuyên truyền đổi trắng thay đen về Hồng Kông, COVID-19 và bạo lực sắc tộc. Một báo cáo mới tiết lộ chính quyền Trung Quốc đang lợi dụng Twitter để định hình quản lý và kiểm soát ngôn luận xoay quanh COVID-19, biểu tình Hồng Kông, Đài Loan và tỷ phú Trung Quốc bất đồng chính kiến Quách Văn Quý, theo The Epoch Times. Báo cáo có tiêu đề Tweet lại thông qua vạn lý tường lửa của Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết chiến dịch tập trung vào người dùng tiếng Trung bên ngoài đại lục, nối tiếp chiến lược dài hạn tận dụng mạng xã hội phương Tây vì lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chiến dịch về cơ bản là các làn sóng phát tán tin giả gắn liền với các chiến dịch gây ảnh hưởng và lan truyền thông điệp ngoại giao, tất cả phối hợp nhuần nhuyễn nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế đối với chính quyền độc tài này. Lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai khi Trung Quốc báo cáo thêm nhiều ca nhiễm mới. Trung Quốc đã báo cáo ca mắc virus corona mới hàng ngày cao nhất trong nhiều tháng hôm Chủ nhật, chủ yếu tập trung tại thủ đô Bắc Kinh, theo AFP. Tổng số 57 ca nhiễm mới được chính quyền Trung Quốc ghi nhận có 36 ca lây nhiễm tại Bắc Kinh. Chính quyền đã cho đóng cửa một khu chợ thực phẩm lớn ở tâm dịch và phong tỏa các khu vực nhà ở gần đó. Ủy ban quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 83.132 ca nhiễm nCoV, trong đó có 4.634 người đã chết. Tuy nhiên, với chiến dịch bưng bít thông tin của nước này ngay từ đầu mùa dịch, rất khó để xác định số ca lây nhiễm tử vong thực sự, cũng như tình hình thực tế tại hiện trường nếu làn sóng dịch kế tiếp bùng nổ. Tổng thống Trump
Trong thời của tôi, lính Mỹ không phải là cảnh sát của thế giới. Trong một bài viễn văn hôm 13 tháng 6, trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi các giá trị cốt lõi căn bản của nước Mỹ như đức tin và công lý. Đồng thời, ông cho biết, trong thời chính phủ của ông, lính Mỹ sẽ không còn có trách nhiệm xây dựng lại các quốc gia khác. Trước cử tọa hơn 1.100 người, Tổng thống Trump nói với các sinh viên tốt nghiệp năm 2020 là đến từ các nông trại và các thành phố, từ các tiểu bang lớn nhỏ và từ đủ mọi chủng tộc, tôn giáo, màu da. Nhưng khi vào đây, các bạn trở thành một đội, một gia đình, hãnh diện phục vụ một nước Mỹ. Nhiệm vụ của người lính Mỹ không phải là giải quyết các tranh chấp có từ lâu đời ở những vùng đất xa xôi mà nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến, Tổng thống Trump cho biết theo AP. Ông nói thêm, chúng ta không phải là cảnh sát của thế giới, nhưng chúng ta nói với các kẻ thù rằng, nếu dân chúng tôi bị đe dọa, thì chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại có hành động. Và từ nay, chúng ta chiến đấu, chúng ta chỉ chiến đấu để chiến thắng. Vợ của cố bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng sinh con trai. Theo tờ AP cho biết, vợ của cố bác sĩ Lý Văn Lượng, bác sĩ lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và sau đó chết vì chính căn bệnh này, đã sinh một bé trai nặng 3,45kg hôm 12 tháng 6. Hai vợ chồng cũng có một đứa con trai 5 tuổi. Trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, Fu Shuji, vợ của cố bác sĩ Lý Văn Lượng, gửi lời nhắn đến người chồng đã khuất. Ở trên thiên đường, anh có thấy điều này không? Món quà cuối cùng anh dành tặng em đã ra đời ngày hôm nay. Em sẽ yêu thương và chăm sóc các con. Bác sĩ Lý Văn Lượng được công chúng Trung Quốc ca ngợi như là người hùng thầm lặng của cuộc chiến chống COVID-19 vì đã lên tiếng cảnh báo về virus khi đại dịch mới khởi phát. Anh qua đời ngày 6 tháng 2, một tuần sau khi nhận chẩn đoán dương tính với COVID-19, khi mới 34 tuổi. Cái chết gây ra làn sóng bất bình và đau buồn tại Trung Quốc đại lục. Kèm theo đó là sự chỉ trích đối với chính quyền nước này vì đã phản ứng chậm chạp trong việc ngăn chặn đại dịch. Em gái Kim Jong-un dọa hành động trả đũa kẻ thù Hàn Quốc. Kim Yo-yong, em gái của nhà lãnh tụ Triều Tiên, cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào Hàn Quốc mà có thể có sự tham gia của quân đội trong đợt leo thang căng thẳng mới nhất liên quan đến những người đào tị chạy khỏi nước này, những người đã thả truyền đơn và thực phẩm ngược trở về Triều Tiên. Bằng cách thực thi quyền lực được lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước ủy nhiệm, tôi đã ra chỉ thị cho các bộ phận phụ trách các vấn đề với kẻ thù thực hiện quyết liệt những hành động tiếp theo. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 13 tháng 6 dẫn lời bà Kim Yo-yong cho biết và nói thêm rằng quyền thực hiện hành động tiếp theo chống trả kẻ thù được giao cho Bộ Tổng tham mưu quân đội. Tuy nhiên, Yo-yong Kim, một cố vấn cao cấp của International Crisis Group, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập có trụ sở tại Bỉ, nói với Reuters rằng truyền đơn là một cái cớ hoặc một sự biện minh để gia tăng đòi hỏi, tạo ra một cuộc khủng hoảng và bắt nạt Seoul để đạt được điều họ muốn. Mỹ sẽ phát miễn phí 96 triệu khẩu trang ngừa COVID-19. Theo Bloomberg, Bộ Giao thông Mỹ cho biết sẽ phát miễn phí hơn 96 triệu khẩu trang cho hành khách đi máy bay và giao thông công cộng để ngăn ngừa COVID-19. 86,8 triệu khẩu trang sẽ dành cho hành khách đi máy bay và 9,6 triệu chiếc còn lại được phân phát cho 458 trạm trung chuyển giao thông liên bang và hệ thống tàu hỏa Amtrak, Bộ Giao thông Mỹ ngày 12 tháng 6 cho biết. Chính quyền Mỹ cam kết bảo vệ người dân và mở cửa trở lại nền kinh tế. Việc phân phát khẩu trang sẽ giúp thúc đẩy niềm tin của công chúng khi chúng tôi bắt đầu nối lại cuộc sống bình thường, Bộ trưởng Giao thông Ellen Chao nói. Hai chủ nhà hàng Thái Lan bị tòa phạt gần 1.500 năm tù về tội lừa gạt. Hai chủ nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, hôm 10 tháng 6 bị Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án tổng cộng 1.446 năm tù với 723 tội danh sau khi bị kết tội là lừa gạt công chúng qua chương trình đặt chỗ
và trả tiền trước để được vào ăn buffet hải sản. Bản án này được đưa ra dù rằng luật Thái Lan ấn định cho tội trạng này chỉ tối đa là 20 năm, theo bản tin của tờ South China Morning Post. RP Chat và Prabhasorn, chủ nhà hàng hải sản Lemgate, hồi năm ngoái tổ chức chương trình quảng cáo mời thực khách đặt mua vé vào ăn buffet hải sản giá rẻ, có cả bữa trị giá chỉ 880 baht, tức 10 đô la, cho một nhóm 10 người. Khách hàng phải lên mạng mua vé và trả tiền vào trưng mục của hai người này. Theo bản tin của Thái PBS, thì có khoảng 20.000 người đặt mua vé. Tuy nhiên, sau đó nhà hàng này loan báo hủy bỏ chương trình ăn nói trên vì không đáp ứng được sự tham gia đông đảo của khách hàng. Sau vụ việc, có khoảng 350 người đã đi kiện đòi bồi thường số tiền khoảng hơn 2 triệu baht, tức 65.000 USD. Cả hai bị cáo có khoảng một tháng để kháng án, theo tờ Bangkok Post. Nước Mỹ hỗn loạn, Tổng thống Trump vẫn sẽ chiến thắng. Hồ sơ của Courier International trích dịch các bài viết của nhiều tờ báo Mỹ và Anh, theo tờ The New York Times nói về một đất nước đang trên thùng thuốc súng, thất nghiệp, hàng loạt, bất bình đẳng tăng lên do đại dịch, cực hữu không bị ngăn trở và tổng thống thì sẵn sàng đổ dầu vào lửa. Tất cả đã khiến cho nước Mỹ có thể bốc lửa. Financial Times cho rằng, bị ám ảnh bởi việc tái đắc cử, ông Trump thu hút ngọn lửa. Với một tổng thống gây chia rẽ, mùa hè này tại nước Mỹ có thể hỗn loạn. The Atlantic nhận định, phong trào phản kháng sẽ không dừng lại và có thể tác động đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11. The Star Tribune tả lại đám tang hoành tráng của George Floyd với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong bài viết mang tựa đề vinh danh một người khổng lồ, Los Angeles Times kêu gọi một sự thay đổi triệt để trong xã hội Mỹ với bài viết "Chúng ta sẽ không đi thụt lùi". Wall Street Journal đặt câu hỏi, hàng ngàn tỷ đô la đổ ra cho phúc lợi xã hội đã thay đổi được gì? Hầu như không có chuyển biến nào từ năm thập niên qua. Nghèo khổ, tội phạm vẫn phổ biến tại các khu phố đã nổ ra các vụ nổi dậy hồi năm 1968, nơi vẫn do phe dân chủ lãnh đạo. Thất bại đã của mô hình cánh tả khiến họ quay sang tố cáo sự thiếu vắng công lý. Chiến lược này đã thành công với những người biểu tình ở Paris, Berlin. Bài giảng học đạo lý về phân biệt chủng tộc cho Hoa Kỳ, người Mỹ, dù bất kỳ màu da nào nghĩ gì về các sự kiện mới đây không đơn giản là việc chọn lựa giữa Joe Biden và Donald Trump, mà tầm vóc vấn đề đã vượt quá hai nhân vật này. Lần này kẻ thù không còn là người tiến hành thủ tục trước phế ông Trump ở Quốc hội hay Tập Cận Bình, mà là một phong trào không tên nhưng trải rộng trên toàn quốc. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử tổng thống, ông Trump có thể nhìn nhận mạng sống của người da đen cũng quan trọng và cải cách ngành cảnh sát, nhưng ông lại hướng về những người ủng hộ trung thành của mình, da trắng và bảo thủ, nhấn mạnh đến luật pháp và trật tự, chỉ trích sự yếu kém của các thống đốc dân chủ. Trong lịch sử Mỹ, cử tri không bao giờ thay đổi tổng thống khi đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Ông Lincoln tái đắc cử trong một cuộc nội Hoa Kỳ, Roosevelt khi khởi đầu đệ nhị thế chiến và George W. Bush đánh bại John Kerry trong cuộc xung đột Iraq. Tổng thống Trump hiểu điều này và hôm ngày 5 tháng 5 khẳng định người Mỹ phải tự coi là những chiến binh, làm cho những người ủng hộ của ông rất hài lòng. Tuy nhiên, tuyên bố gây chia rẽ đã làm một số người ủng hộ phân vân. Nhưng giáo sư Stephen Levitsky, trường đại học Harvard ghi nhận, chỉ có những quân nhân về hưu mới dám phản đối Tổng thống Trump. Những ai chưa gì đã đặt dấu chấm hết cho ông là thiếu thận trọng. Vì số những người ủng hộ Donald Trump nhiệt thành chiếm đến 43% cử tri không hề suy xuyển. Ngược với những người tiền nhiệm, Donald Trump chưa bao giờ có tỷ lệ tín nhiệm cao hơn, nhưng cũng chưa xuống thấp hơn. Theo Levitsky, số này vẫn sẽ bầu cho ông Trump dù từ đây cho đến tháng 11, số nạn nhân COVID-19 có vượt quá 200.000 người và kinh tế vẫn chưa vực dậy nổi. Nhà chính trị học Roger Smith ở Đại học Pennsylvania cho rằng Donald Trump thất bại trong 3 lĩnh vực y tế, kinh tế và trật tự xã hội. Nhưng vị tổng thống không hề biết đến mệt mỏi, sẵn sàng thượng đài trở lại và cuộc tỷ thí còn lâu mới kết thúc.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc phớt lờ không đưa tin về lũ lụt 11 tỉnh phía Nam. Theo Secret China, ngày 11 tây tháng 6, miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 6 đến nay đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hiện có khoảng 148 con sông đang ở mức báo động. Người dân 11 tỉnh đang phải chịu mất mát to lớn về người và của, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại phớt lờ không đưa tin. Mưa lũ không ngừng gây thiệt hại cho 2,62 triệu người dân, 230.000 người bị buộc phải sơ tán khẩn cấp. Trong đó có các tỉnh là Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Thành phố ngập nước, nhà cửa sụp đổ, đường xá sụt lún, núi đồi sạt lở, mùa màng mất trắng. Đến nay tình hình thiên tai vẫn không ngừng lan rộng. Người dân giấu tên ở quận Dương Sóc, Quảng Tây nói, hầu hết tầng 1 của nhà dân, cửa hàng đều bị ngập hết cả. Thiệt hại quá to lớn, ví như xe cộ, đồ điện đều bị ngâm trong nước cả. Người dân giấu tên ở Quế Lâm, Quảng Tây nói, giờ trước mắt hẳn không có chính sách hỗ trợ nào cả. Từ những bức ảnh đăng trên mạng, có thể thấy được tình hình nghiêm trọng như thế nào, nhất là thiệt hại về kinh tế, thiệt hại nhiều lắm. Một người dân sống ở Quế Lâm nói với các phóng viên rằng nước ở chỗ anh ta sống đã rút, nhưng với lượng lớn đất đá bùn cát như vậy, sau khi làm sạch thiệt hại kinh tế không phải là nhỏ. Được biết, huyện Dương Sóc, tỉnh Quảng Tây là nơi hứng chịu thảm họa nặng nề nhất trong trận lũ lần này. Trần Hồng, một bà chủ nhà trọ tư nhân ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây cho hay, năm nay lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng bởi mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày, mưa lớn, mưa nhiều, mưa xối xả, nước từ trên núi đổ xuống. Đây không phải là vấn đề của một nhà, mà rất nhiều nơi của cả huyện bị nước lũ quét qua, cả huyện đều bị ngập hết cả. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình nhẹ nhàng hóa lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Cư dân mạng cho biết, trong số 50 bản tin hàng đầu được đăng trên Weibo, chỉ thấy có một bản tin đề cập đến lũ lụt ở miền Nam. Hơn nữa, đưa tin một cách rất hời hợt, trong khi lại có đến 7 bài đưa tin về vấn đề bạo loạn ở Mỹ. Bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Bình Nhưỡng đe dọa, Seoul tuyên bố sẵn sàng. Trong một phản ứng cứng rắn, Hàn Quốc vào hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2020, yêu cầu Bắc Triều Tiên tôn trọng nghiêm chỉnh thỏa thuận hòa giải liên triều sau khi em gái chủ tịch Kim Jong-un đe dọa trả đũa Hàn Quốc và đã ra lệnh cho quân đội thi hành. Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 6, Kim Jong-un, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố là đang tiến tới một giai đoạn mới trong một cuộc đối đầu với Hàn Quốc và đã ra lệnh cho quân đội, cho Tổng tham mưu trưởng chuẩn bị thi hành các biện pháp cần thiết. Lời tuyên bố này được KCNA loan báo tiếp trong một vụ tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên gửi truyền đơn gạo tiền qua bên kia vĩ tuyến 38 bằng bóng bóng bay và chai nhựa. Không rõ vai trò thật sự của Kim Jong-un như thế nào, nhưng với chức vụ chính thức là phó chủ nhiệm Bộ Tuyên truyền Bắc Triều Tiên từ tháng 3 năm nay, em gái của Kim Jong-un cho biết là bà đã được anh trao cho trọng trách mới. Việt Nam, báo nhà nước cắt bỏ một phát biểu gây xôn xao của Thủ tướng Phúc. Trong những ngày gần đây, công luận trong và ngoài nước xôn xao với một phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong một phiên bản thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng một diễn đạt hiếm có để ca ngợi thành tích của chính quyền Việt Nam trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông Phúc so sánh tình hình hiện nay khi hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam để tìm nơi an toàn trong bối cảnh bệnh dịch với thực tế Việt Nam sau 1975, khi người ta thường nói nếu cái cục điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Giờ đây, theo ông, tình hình ngược lại là nếu cục điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt.